Đấy nhiều. Ừ. Mas toàn kiểu không pha luôn này, đi lợp lợp loi này. Khi chúng ta mưu xong cái hệ thống ở đây gửi từ 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 quạt tài khí. Để một ít để thoát thoát ra ngoài. Đi lên trên được. Đấy rất lâu. Thường này nó đục mấy phát tên này. Biểu xong rồi đến đây là này cái tường này đây bố trí vào này đi chúng ta sẽ bấm vào cái dòng khỉ vang này là cuối vào đây đập qua lần quần ở đây. Đi vào là nước sạch, có phải nước sạch đấy chúng ta không được cập nhiều cho lắm. Chạy liền luôn cơ. Bây giờ đến hệ thống điện. Điện. Chúng ta đang bị hỏng mạch ở đây. Ta đang bị bất rút hỏng cái mạch ở đây. Thua à. Chúng ta đi cấp chính đi đâu hết thì các bấm này đến một đường điện này thôi.
Đây. Cái điện. Bao ngày nay bây giờ đi là được điền như tuần này ừ. Điền điền cửa đi như thế này là sẽ ít cửa ở sau điền điền cửa giời. Đông còn đưa cho điện ở đây. Gây ra đoạn mạch